Rồi, hello cả nhà. Clip chiều hôm nay thì mình lại lên và giao lưu với anh em một cái cây mai bonsai. Cây này cây hàng hai người bưng nha anh em. Hai người bưng khá nặng á. Nên cây này anh em nào giao lưu được thì mình sẽ gửi xe tải nha anh em. Chứ còn gửi bưu điện thì nó cước rất là cao. Giờ mình sẽ đo thông số cho anh em tham khảo ha. Cái chiều cao cây từ gốc lên tới đỉnh đọt là 95. Cao cây từ gốc phần mặt chậu lên tới đỉnh đọt là 95 nha anh em. Tán rộng 1 mét này. Tán rộng 1 mét này. Tại ngang này 90. Cây này form cây lớn này. Cây form rất lớn nha anh em. Đó. Mình cũng vừa đo xong. Chiều cao cây mình báo lại là từ cái phần mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là 95. Cây này nó có hai chiều ngang nha anh em, một chiều là 1 mét, một chiều nó bay 1 mét này, một chiều là về là 90 95, 90 đó. Nói chung là cái cây này nó hơi có độ độ bay, cái bay nha anh em. Kiểu nó bay. Tại cây nó lớn quá anh em, lớn quá quay xe một chút nha. Quay gần quá nó phủ hết camera không có dòm hết được. Đây. Nó bay bay vậy nha anh em, để mình sẽ quay cái chiều bay qua cho anh em xem ha. Rồi đây là cái mặt mình mới quay cho anh em xem này, nó hơi nghiêng. Đó. Nói chung cái cây nó có cái độ thân lắc lượng nó bay bay lè lè lên. Cây này nó thiếu cái chậu bát tiên nha anh em. Thì anh em mua cái chậu bát tiên tròn tròn trẹt trẹt á, anh em vô nó rất đẹp, rất là có giá trị về cây nha anh em. Tại vì cây mình cũng đang nuôi nên chưa có vô chậu đẹp. Mấy anh em mình vừa chơi thì cũng xem cho nó một cái bộ chậu mới ha, chậu có đôn. Cây này cây giáo nha anh em, cây giáo có bộ đế này. Nên rất là giữ ở dưới này. Dàn đến đó này nè. Cây rất già. Đỡ rỡ trái rất đẹp. Rất lớn nha nè. Anh em thấy chưa? Rỡ nó rỡ 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 cộng nhưng mà nó trai hết cái chậu luôn. Một cây mai bay tây tàn đặt kẹo luôn, bông búp đây, bông búp nó có hết rồi nha nè, tây tây cành là mình làm hết rồi. Làm ghim này. Đấy, anh em thấy bờ thân đấy chưa? Bờ thân rất là dữ. Già. Cây hoa rất đẹp nè anh em. Hoa đẹp, hoa giáo đẹp. Mình đi tứ phía cho anh em tham khảo một chút nữa. Cây rất lớn nha anh em. Già cây. Mình báo giá luôn nha anh em nào giao lưu được thì giao lưu nha, khỏi mất công thời gian anh em mình hỏi tới hỏi lui nha anh em. Hỏi tới hỏi lui không được giá rồi anh em phiền nữa. Đó.
Báo giá luôn là 4 triệu rưỡi, giá tại vườn không với ship. Mai trong vườn nhà mình nha anh em. Nên anh em là hợp nhãn hợp giá thì mua, còn chưa hợp giá hợp lý á thì anh em mình cũng cho mình một cái nút like. Sau này mình ủng hộ mình lên những cây khác nữa. Anh em thấy giá hợp lý thì anh em mua sau nha anh em. Đó. Vườn còn khá là nhiều mai mai bonsai này. Đó. Cây này lớn thì mình bỏ dưới cái đôn lùng đó, đó, đó tránh bão này, sẵn cũng làm cho nó dở dở làm tàn, dở làm tây làm tán nha nè. Cây này chỉ thiếu cái chậu thôi nha anh em, bộ đế thì rất đẹp rồi, tây tàn mình làm kiến mít hết. Co ếch ngày xưa đi dây này, đi dây mà đoạn co giờ lớn hết rồi. Những cái co này, những cái co rất là dẻo nha anh em, giọng co rất đẹp, rất dẻo chứ không phải co nào cũng vậy nha anh em, co nào cũng rất là dẻo, rất là dịu cây. Anh em là hợp nhãn cây mai này thì liên hệ mình để mà giao lưu. Giá mình báo lại là 4 triệu rưỡi, giá tại vườn không với ship nha anh em. Cây mai này Tết chơi được, hoa thì có đầy đủ hết rồi. Anh em giao lưu về cứ Tết đập bao cái chậu xi măng ra đi, thay nó một cái chậu mới thì chơi thôi. Rồi nha anh em là hợp nhãn cây thì cứ liên hệ mình. Số điện thoại của mình là 0987 096 755. Rồi, chào cả nhà ha.